Xin chào các thầy cô. Đại dịch Covid-19 đã làm cho ngành giáo dục của chúng ta có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nhìn những hình này, thầy cô có thấy quen thuộc không ạ? Lại còn đây nữa, những cái cuộc nói chuyện mà tôi phải nói là dở khóc dở cười trong những lớp học đã diễn ra. Và đã bao giờ thầy cô nghĩ rằng một buổi sáng thức dậy, mở mắt ra, ngồi ngay tại nhà của mình đã có thể nhìn thấy học trò, rồi một lớp học đã lại có thể diễn ra? Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực tế thì đã có rất nhiều thầy cô chia sẻ với tôi về những rào cản của lớp học trực tuyến, những nỗi băn khoăn khi phải sử dụng những cái công cụ nào, rồi thì làm cách nào để tương tác với học trò, để học trò của mình tập trung lắng nghe trong suốt cả một tiết học. Thực ra thì đó cũng chính là những cái khó khăn của cá nhân tôi mà tôi đã từng trải qua trong cái quãng thời gian đi dạy học trực tuyến của mình. Tôi đã từng không có thiện cảm với hình thức học tập này, thậm chí tôi phải dùng một từ đó là sợ hãi. Thế nhưng sau khoảng 3 năm trải nghiệm, tôi đã có rất nhiều những cái sự thay đổi về cái cách tiếp cận, về cái cảm xúc của mình với dạy học trực tuyến, và tôi đã có trang bị cho mình những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng. Và ngày hôm nay tôi rất vui khi được đồng hành cùng với các thầy cô để cùng với các thầy cô chia sẻ về những cái trải nghiệm của cá nhân tôi, về những kinh nghiệm, những cái kỹ thuật mà tôi đã trực tiếp trải qua, trực tiếp đúc rút. Với tôi thì dạy học trực tuyến đó là một cái xu hướng của thời đại, và chắc chắn rằng không chỉ đại dịch Covid-19 chúng ta mới cần tới nó, mà nó còn là công cụ của tương lai của ngành giáo dục bên cạnh những lớp học truyền thống. Và tôi là Đàm Thanh Tùng, một giáo viên dạy học trực tuyến. Và phần chia sẻ của tôi sẽ gồm hai nội dung chính. Nội dung 1 đó là sẵn sàng đổi thay. Nội dung 2 đó là kỹ năng và công cụ dạy học trực tuyến. Và trong bài học đầu tiên này, trong nội dung đầu tiên này, tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô với 3 vấn đề. Thứ nhất đó là tổng quan chung về dạy học trực tuyến. Thứ hai đó là những rào cản của một giáo viên tham gia lớp học trực tuyến. Và thứ ba đó là những niềm vui của dạy học trực tuyến. Đầu tiên thì chúng ta cùng làm rõ với nhau, dạy học trực tuyến là gì? Đây là một loại hình giáo dục dựa trên cơ sở sử dụng mạng lưới viễn thông để tổ chức và triển khai các khóa học mà không có sự đối mặt trực tiếp giữa người dạy và người học. Rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng giáo dục trực tuyến đang ngày càng thay đổi cách thức vận hành của hoạt động giáo dục, cách mà thầy và trò tương tác với nhau. Một cái điểm khác biệt cơ bản giữa giáo dục truyền thống so với giáo dục trực tuyến, nó nằm ở công cụ, và thứ hai đó là môi trường diễn ra giữa người dạy và người học. Chỉ cần một thiết bị có thể kết nối mạng, một lớp học đã có thể mở ra. Và dựa trên việc tương tác giữa người dạy và người học, tôi phân chia dạy học trực tuyến thành hai hình thức cơ bản. Thứ nhất đó là giao tiếp không đồng bộ, không cùng thời điểm. Người dạy sẽ thực hiện các bài giảng của mình và đăng tải trên các kênh truyền thông để học trò của mình có thể tiếp cận. Ví dụ tôi đã từng thực hiện những clip và đăng tải trên YouTube, và học trò của tôi có thể truy cập trực tiếp lên trên đó để xem. Hình thức thứ hai đó là giao tiếp đồng bộ, cùng thời điểm và theo thời gian thực. Gọi là đại dịch đúng không? Rất nhiều các bạn học sinh trên khắp cả nước các bạn được nghỉ học. Và đây là một cái khoảng thời gian mà nhiều bạn thì bỗng dưng lại trở nên rảnh rỗi. Nhưng các bạn biết rằng là dịch cúm chúng ta được nghỉ học một tuần, nhưng mà kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì chắc chắn là sẽ không thể lùi một tuần được. Cho nên cái kỳ thi nó đang đến rất gần rồi, chỉ cần một chút lười biếng, một chút chơi một tí thêm đi thì rất có thể là mọi cái cơ hội cho chúng ta sẽ không còn nhiều. Đây, cho một chút đèn vào cho nó sáng nhá. Sáng cả một vùng quê. Bạn Nguyễn Thùy Dung, bạn ấy có ý kiến rằng là thầy ơi, mỗi tuần thầy chữa một nội dung đi ạ. Thầy sẽ cố gắng là như vậy, mỗi tuần ít nhất là một buổi cho các bạn. Cố gắng. Nhưng mà không chắc chắn là tuần nào thầy cũng có thể xuất hiện cùng với các bạn được. Thời gian này thầy đang gấp rút để hoàn thiện nốt cái cuốn sách thứ hai trong mùa thi năm nay, đó là cái cuốn 30 đề. Chắc chắn là nhiều thầy cô đã từng nghe tới cụm từ live stream đúng không ạ? Đây là một hình thức mà thầy và trò chúng ta cùng xuất hiện với nhau tại một thời điểm và tương tác trực tiếp với nhau. Thầy cô có thể live stream trên các nền tảng như YouTube này, Facebook này, và học sinh của mình sẽ tham gia các buổi học đó, trực tiếp bình luận, thầy cô có thể ngay lập tức trả lời các câu hỏi của học sinh. Hoặc là chúng ta có thể gọi với nhau qua các nền tảng như Zoom hoặc là Skype. Và đây là một hình thức mà tôi thấy ngày càng phổ biến hơn cùng với sự phát triển của công nghệ. Hiện nay thì tôi thấy là có rất nhiều giáo viên họ đã kết hợp một cách rất hài hòa giữa hai hình thức này với nhau, dựa trên mục đích và mục tiêu của buổi dạy học. Và trong chuỗi clip này thì tôi sẽ tập trung nói nhiều hơn về hình thức thứ hai, cũng là hình thức đang rất được quan tâm, đó là giao tiếp đồng bộ cùng thời điểm. Nghe thì có vẻ rất đơn giản,
Nhưng mà thực tế thì là một người trực tiếp triển khai các lớp học trực tuyến thì tôi phải chia sẻ rằng có rất nhiều những rào cản mà giáo viên chúng ta phải trải qua. Trong khuôn khổ clip ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô về hai rào cản chính. Rào cản đầu tiên đó là với công nghệ và cơ sở hạ tầng. Tất nhiên rồi, khác với lớp học truyền thống, những lớp học trực tuyến đòi hỏi chúng ta sẽ cần phải có công nghệ này, cần có những cái thiết bị phù hợp. Ví dụ như là điện thoại, máy tính bảng, đường truyền internet và các phần mềm để hỗ trợ việc dạy học. Tôi đã từng trải qua những giờ học, những cái giờ dạy mà ở đó thì đang dạy bỗng dưng giáo viên mất kết nối internet. Hoặc ngược lại, đang dạy thì bỗng dưng chẳng thấy học sinh của mình đâu. Rồi thì mạng yếu, học sinh thì nói đùa với tôi rằng thầy đang bắn giáp hay sao? Lúc này tôi phải làm gì? Tôi lại phải tìm một cái khung giờ khác mà ít người online hơn để giúp cho cái đường truyền mạng nó được tốt hơn. Hoặc thậm chí có lúc tôi lại phải quay lại cái bài giảng của mình và gửi cho các bạn học sinh. Cái thứ hai đó là với các phần mềm hỗ trợ dạy học. Theo như tôi thấy thì hiện nay có rất nhiều những công cụ miễn phí mà giáo viên mình hoàn toàn có thể sử dụng để tham gia để giúp cho cái việc học được hay hơn và thú vị hơn. Cái nội dung này thì tôi sẽ dành phần lớn thời gian để chia sẻ trong cái nội dung số 2, trong cái buổi học số 2. Còn nếu thầy cô nghĩ rằng là mình sẽ cần phải có những cái thiết bị thật sự là hiện đại này thì mới có thể dạy học được. Thì đây, xin mời các thầy cô cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh. Một thanh sắt, một thanh gỗ, hoặc thậm chí là một chiếc đèn bàn. Còn đây là tôi, một chiếc thước kẻ. Vậy là một lớp học đã có thể diễn ra. Tôi phải công nhận một điều rằng giáo viên của chúng ta cái khả năng vượt chướng ngại vật phải gọi là số 1. Tôi tin là khi chúng ta đã thực sự cần, thực sự muốn, giáo viên hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp để khắc phục những vấn đề trên. Rào cản thứ hai đến từ bên trong của mỗi người giáo viên, đó là sự sẵn sàng thay đổi. Tôi nhớ là lần đầu tiên, cái thời ngày xưa khi mà tôi ngồi trước ống kính máy quay. Trời ơi, mắt tôi thì đảo điên, tay chân thì thừa thãi và tôi nói như một cái máy không có cảm xúc. Tôi cứ nghĩ rằng kỹ năng nói của mình vốn đã rất tốt rồi. Nhưng mà không, khi đến khi có cái ống kính máy quay thì tôi hình như không còn là tôi nữa. Sợ ống kính, sợ nói sai, ngại ngùng, căng thẳng, không cảm xúc. Tôi chắc chắn rằng đây là một nỗi sợ mà bất cứ một giáo viên nào khi mới bắt đầu tham gia một lớp trực tuyến sẽ phải trải qua. Lời khuyên của tôi ở đây đó là thầy cô hãy chuẩn bị thật tốt kịch bản. Chỗ nào nói câu gì, thậm chí là ngôn ngữ cơ thể tay chân của mình ra sao, đoạn nào mình giơ tay, đoạn nào mình hạ tay. Rồi thì luôn tưởng tượng rằng học sinh của mình đang ngồi ở quanh đây để mình có cái cảm xúc để giảng bài. Hãy nhìn cái máy quay, đó chính là một em học sinh đang rất chăm chú, đang rất theo dõi bài học của mình. Tôi luôn tin rằng thầy cô của chúng ta rất giỏi. Có điều thầy cô có dám thử sức mình với một hình thức mới này hay không? Có dám bước qua giới hạn và vượt qua chính mình? Clip đầu tiên, đó sẽ là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng với mỗi người giáo viên. Và khi vượt qua được nó rồi, tôi tin thầy cô sẽ nhìn lại mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy việc này có tốn công sức, có tốn thời gian không? Chắc chắn là có, thậm chí là gấp rất nhiều lần. Nhưng thầy cô hãy xem, ở ngoài kia có một thế hệ giáo viên công nghệ đã được hình thành. Thầy cô có muốn một lần trong cuộc đời giảng dạy của mình thử tham gia một lớp học trực tuyến, thử tổ chức một lớp học trực tuyến? Tôi tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời giảng dạy của mỗi người giáo viên. Và thầy cô đã sẵn sàng cho sự thay đổi. Bất cứ một hình thức nào thì cũng sẽ có những ưu điểm và những cái hạn chế riêng. Giáo dục trực tuyến chắc chắn là cũng như vậy. Tuy nhiên thì trong clip ngày hôm nay tôi sẽ tập trung nói nhiều hơn về những niềm vui, những cái trải nghiệm đặc biệt mà một ông thầy tổ chức một lớp học trực tuyến đã trải qua. Đầu tiên đó là tính cập nhật. Ở lớp học trực tuyến sẽ luôn luôn có sự cập nhật diễn ra một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Sáng nay tôi đọc được một cái tài liệu rất hay, đó là văn hóa giao thông. Tôi có thể chụp ảnh lại gửi ngay cho các bạn học sinh của mình. Và ngay lập tức sẽ có những cuộc thảo luận có thể diễn ra rất sôi nổi. Và tôi cũng quan sát và thấy rằng ở lớp học trực tuyến, số lượng tin nhắn trao đổi giữa học sinh với mình lớn hơn rất nhiều so với giáo dục truyền thống. Vì hiện tại tôi đều đang dạy cả hai hình thức này. Các em có thể nhắn tin cho tôi vào bất cứ một cái khung thời gian nào. Sáng, trưa, chiều, tối. Mỗi khi các em có thắc mắc, các em lại hỏi thầy. Rõ ràng là ở lớp trực tuyến, cái khả năng trao đổi giữa người dạy với người học đã tăng lên rất nhiều. Những học sinh trước đây vốn rất ngại phát biểu ý kiến trong lớp học thì nay các em có thể gửi một tin nhắn cho thầy giáo của mình. Và đó là một cái cảm hứng rất lớn cho một người thầy như tôi. Việc học của mình, việc chia sẻ kiến thức của mình đã có sự phản hồi, đã có sự trao đổi. Và tôi cảm thấy rất hứng thú với điều đó.
Một điểm thứ hai mà tôi cảm thấy rất hứng thú với lớp học online đó là tính linh hoạt. Đó là không giới hạn về không gian, về thời gian. Tôi có thể dạy mọi nơi này, tôi có thể truyền tải kiến thức tới mọi miền. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là mình có những học sinh ở tận Cà Mau, có những học trò tới tận Hà Giang. Rồi có lúc đi công tác hay đi chơi, tôi vẫn có thể sắp xếp thời gian để cùng trao đổi với các em. Đó là những điều mà chỉ có thể làm được ở những lớp học online. Hello các em, chào mừng các em đã quay trở lại với lớp học của thầy Tùng. Wow, thầy thấy các bạn đang vào rất đông rồi. Hôm nay thì như thông báo với các em thì chúng ta sẽ chữa bài tập chuyên đề đầu tiên, đó là về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Có bạn bảo rằng là hôm nay nhìn thầy đẹp trai thế, cảm ơn em. Rồi, bắt đầu chưa ạ các bạn? Các bạn có nghe rõ không ạ? Người học có thể nghe đi, nghe lại, bỏ qua những phần không quan trọng, tua nhanh nếu cảm thấy phần thầy nói quá chậm, hoặc cũng có thể tua chậm nếu cảm thấy thầy nói quá nhanh. Rõ ràng là việc học đã được tối ưu, đã được cá nhân hóa hơn rất nhiều đối từng bạn học sinh. Điều đó sẽ góp phần tiết kiệm thời gian học tập mà vẫn đem lại hiệu quả như mong muốn. Như vậy, kiến thức của tôi có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều học trò ở nhiều khả năng cũng như là nhu cầu khác nhau. Đó cũng là một điều mà tôi cảm thấy rất hứng thú khi tổ chức các lớp học trực tuyến. Thứ ba đó là tính hấp dẫn. Sử dụng những công cụ, những công nghệ trong lớp học. Ai mà lại không thích công nghệ và khám phá những cái mới, đúng không ạ? Khi tôi dạy về một vùng đất mới, tôi có thể lập tức đưa học trò đi chu du bằng Google Earth. Bây giờ, thầy cô hãy cùng tôi khám phá Vạn Lý Trường Thành. Wow! Thầy cô có muốn đến Bắc Cực cùng tôi không ạ? Chúng ta hãy làm một chuyến chu du đến Bắc Cực đi ạ. Wow! Rất nhiều những không gian như vậy nó được diễn ra trong lớp học của mình. Tôi tin rằng đấy là một lớp học mà thật sự là rất sống động, rất sinh động và rất hấp dẫn. Hay là tôi có thể mời một chuyên gia tham gia vào lớp học của mình. Tôi đã từng dạy chuyên đề về đồng bằng sông Cửu Long. Và tại đó tôi mời một chuyên gia đến từ tỉnh Bến Tre, một người có rất nhiều những cái kinh nghiệm làm trong lĩnh vực môi trường và quan sát câu chuyện về hạn mặn lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long. Với tôi thì học sinh đã được lập tức không chỉ chia sẻ với giáo viên của mình như mọi khi, mà còn được chia sẻ với chính vị chuyên gia đó, được truyền cảm hứng từ chính những người dân ở địa phương. Với tôi thì đó là một lớp học mà nó rất thời sự, nó rất thực tế và nó rất cảm hứng. Một cái điểm thú vị nữa mà tôi thấy được ở trong lớp học trực tuyến, đó là tôi có thể sử dụng một cách dễ dàng các công cụ để đo lường và kiểm tra kết quả học tập của học sinh. Chẳng hạn như là bằng việc sử dụng các cái công cụ kiểm tra như là Google Form hay là Kahoot, tôi có thể dễ dàng để kiểm tra này, theo dõi việc làm bài của các em. Rất nhanh chóng tôi có thể thống kê được điểm số của lớp này, rồi biết bạn nào đã nộp bài, bạn nào chưa làm bài. Công nghệ thậm chí còn giúp tôi phân tích cả dữ liệu nữa cơ. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ, đây là một cái nội dung kiến thức trong sách văn hóa giao thông, sách lớp 8. Nếu như học ở trên lớp, các bạn sẽ điền vào trong giấy như thế này, đúng không ạ? Còn nếu tôi biến tấu và sử dụng công nghệ thì sao? Đây, nó đã dành một câu hỏi như thế này. Và sau khi cho các bạn ý chọn đáp án của mình, thì kết quả thu được các thầy cô có thể thấy. Tôi đã có thể biết được rằng ở lớp mình bao nhiêu bạn trả lời đúng, bao nhiêu bạn trả lời sai, đâu là đáp án mà các em hay bị nhầm nhất. Và từ đó tôi lại quay trở lại việc dạy của mình. Tôi sẽ nhấn mạnh hơn ở những phần mà các bạn dễ nhầm lẫn. Nhiều khi tôi hay nói vui với học sinh rằng là thầy có phép thuật đấy. Thầy có thể biết được rằng là với câu này bạn nào hay bị làm sai, rồi thì bạn nào, đáp án nào mà hay bị chọn nhầm. Đó, rõ ràng là chúng ta có thể quay trở lại để nâng cao hơn nữa cái chất lượng đào tạo. Chúng ta sau một thời gian dạy, chúng ta có thể có một cái gọi là cái kho dữ liệu các vấn đề, các cái lỗi sai thường gặp của học sinh. Và từ đó làm học tập, việc học, việc dạy trở nên hiệu quả hơn, dễ dàng hơn với rất nhiều các thầy cô. Thầy cô thân mến, với những thầy cô đã từng tham gia những lớp học trực tuyến thì tôi tin rằng thầy cô có thể kể được nhiều hơn những niềm vui trong quá trình dạy học của mình. Còn với những thầy cô chưa từng dạy học trực tuyến hoặc là mới bắt đầu trải nghiệm, tôi cũng cảm thấy rất vui vì thầy cô đã theo dõi tới tận phần cuối cùng của clip ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa rằng rất nhiều thầy cô đang ngồi trước màn hình kia, thầy cô cũng đang mong muốn thử sức với dạy học trực tuyến. Và thầy cô có muốn trải qua những niềm vui giống như của tôi? Thầy cô có lo lắng rằng việc dạy học trực tuyến thì đòi hỏi cần phải có những kỹ năng, những cái phương pháp gì khác so với dạy học truyền thống? Hay là mình nên sử dụng cái công cụ nào trong lớp học của mình? Tôi sẽ còn đồng hành cùng với các thầy cô trong buổi học số 2 với chủ đề kỹ năng và công cụ dạy học trực tuyến. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô.